Tôi là Châu. Các bạn sẽ nghĩ tôi sẽ có một cơ thể lực lưỡng, một sức khỏe dẻo dai để đi cày như thế này. Nhưng khi tôi sinh ra ở làng Đại Đồng, tôi lại thật khác. Đây là Châu mẹ và tôi là Châu con. Chúng tôi là những chú trâu rơm của làng. Đại Đồng là một vùng quê cổ thuộc huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc. Mảnh đất mang trong mình những di sản văn hóa, nếp sống sinh hoạt làng xã lâu đời, nơi có miếu thờ linh thiêng, cổ kính, phụng thờ các bậc thánh nhân có công mở mang vùng đất này. Ngôi miếu đây là cái nơi đại bản doanh thờ Đức Thành Hoàng của làng xã, có huy tự là Đinh Thiên Tích. Ngài sinh ra cách đây khoảng 2.600 năm về trước, thời đại vua Hùng Huy Vương thứ 6. Đặc biệt khi Đức Thánh về đây thì dạy con dân nền văn minh lúa nước, kẻ cấy ruộng nương, trồng lúa, trồng ngô, rồi thì tất cả các nghề như chăn nuôi, làm thợ, rồi thì quay tơ dệt vải, đủ các nghề. Người dân Đại Đồng nhiều thế hệ vẫn giữ gìn những nét văn hóa mang đặc trưng của một vùng quê nông nghiệp. Trong đó, trình diễn trâu rơm, bò dạ là một hoạt động văn hóa độc đáo được bà con trong làng trân quý, bảo tồn và giữ gìn cẩn thận, chuyển lại cho nhau. Trước hết là phải chọn rơm. Rơm là phải rơm óng mượt và rơm sáng trắng. Sau phải có tre để làm xương trâu, để làm khung. Làm thì các cụ tập trung về là vặn người thì thôi, vặn đầu người thì vặn thân người thì ấy, là mỗi người một việc. Những chú trâu được làm từ sợi rơm thơm mùi quê hương. Chúng thể hiện những ước mong về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc gắn liền với cây lúa. Mỗi chú trâu là đại diện cho sự khéo léo, sáng tạo, yêu lao động của người dân Đại Đồng từ xưa cho đến nay. Biểu diễn cái này thì trước hết là nhớ công ơn của Đức Thánh dạy này, và nhờ trời đất là coi như mưa thuận gió hòa để cho dân làng được bốn mùa được xanh tươi tốt. Về thăm ngôi miếu cổ kính, xem những người nông dân đan rơm, đan dạ lại càng thêm trân quý tấm lòng yêu quê hương của người dân Đại Đồng. Họ cùng nhau giữ gìn nề nếp, lệ xưa của làng bằng tất cả tình yêu, sự trân quý và niềm tự hào. Quê hương chúng tôi thì rất tự hào là chúng tôi có được những ngày hội nhớ đến Đức Thánh mà mở ra được cái hội đấy. Chúng tôi rất là phấn khởi và dân chúng tôi là hào hứng đến đây xem là chật. Mỗi dịp cần đến lễ hội, ai cũng bồi hồi, hào hức với không khí lễ hội của quê hương. Với mỗi người dân Đại Đồng, miếu cổ và hội diễn trâu rơm, bò dạ không chỉ là những di sản văn hóa được nối truyền qua nhiều thế hệ, mà đó còn là tinh thần yêu làng, yêu giá trị văn hiến lâu đời của cha ông để lại.